sư giảng về như lý tắc ý như lý tắc ý như thế này yoniso manasika đá, à, cái yoniso á, tức là nó có nghĩa là đúng đắn đúng đắn hợp lý à, ví dụ như à, quý vị trên cái con đường cái đến cái ngã ba rẽ cái thì à, đi xuống ruộng còn rẽ phải thì đi về nhà mà quý vị cần đi về nhà thì cái cái rẽ phải đó đó cái rẽ phải đó là yoniso ừ rồi khi quý vị đói khi quý vị đói thì quý vị cầm hai cái tô một cái là cơm à, còn một cái là sỏi à, thì cái chuyện quý vị chọn cái cơm á nó là yoniso đấy rồi à, những cái trường hợp như vậy tức là nó mang cái ý nghĩa là đúng đắn hợp lý nên làm à, uh, thì nó là Yoniso rồi cái thứ hai là mana xí đó à, mana mana là cái tâm ha mana là tâm mà cái cái tí cái đồ tí tức là hành động hành động của tâm hành động của tâm đó là gì hành động của tâm tức là cái sự suy nghĩ cái sự suy tư cái sự quan sát quý vị muốn nói như thế nào nó nói chung là tâm nó chỉ có một cái hành một hành động đại loại vậy thôi suy nghĩ suy tư quán xét sôi xét rồi sôi sáng là đủ muốn dùng cái từ gì đó thì dùng thì yoniso manasikara có nghĩa là gì tức là suy tư suy nghĩ quán xét một cách hợp lý một cách đúng đắn thì như thế nào là Yoniso Manasika mà một số vị dịch là như lý tác ý thì như thế nào Yoniso Manasika tức là chánh niệm là Yoniso Manasika ừ. biết được cái gì nên làm cái gì không nên làm cái gì nên suy tư cái gì không nên suy tư thì nó là Yoniso Manasika ví dụ như quý vị biết đây là thiện. Đây là bất thiện. Ừ. Tâm tham. Đây là tâm tham nên bỏ nè. Đây là tâm vô tham mà nên có nè. Nó là Yoniso đó Thấy được à, đây là khổ nè. Đây là nguyên nhân khổ nè. Đây là cái sự chấm dứt khổ mình sẽ có thể đạt đến này. Đây là con đường đưa đến sự chấm dứt khổ này, Thì nó là Yoniso đó tức là mình suy tư cái gì nó đúng đắn nó hợp lý yeah. rồi mình suy tư về ly dục suy tư về cái bất hại suy tư về cái sự vô sân thì nó là yoniso manasika nghịch lại tức là gì suy tư về dục yeah. uh, suy tư về cái người mình yêu mình thương rồi bắt đầu chìm đắm trong cái tình yêu tình thương đó thì nó là yoniso manasika tức là đi ngược lại với cái cái Yoniso Manasika cả đấy rồi khi quý vị thực hành ha, quý vị quán xét quán thân trên thân quán thọ trên thọ quán tâm trên tâm quán pháp trên pháp thì nó là Yoniso Manasika đó. tức là cái tâm của mình ấy, nó làm việc cái tâm của mình nó làm việc một cách đúng đắn một cách hợp lý thì nó là Yoniso Manasika đó. À, nhắc cái tác ý, tác ý mà nó là nó có một cái vui à, có lần nó suy nghĩ cái từ gốc ví dụ như là makeup à, mình dịch dùng cái từ trang điểm chứ mình không có dùng làm tránh nó đi lên nhưng mà cái nghĩ gốc, gốc cái nghĩ gốc cái nghĩ gốc tức là mình làm cái gì đó để cho nó phát triển lên để cho nó đi lên mắt make là làm mà make làm up là đi lên cái, cái nghĩa của cái từ make up đó, tức là mình làm một cái gì đó để cho nó phát triển lên Đấy, nó phát triển nó đẹp hơn, nó tốt hơn thì người ta mới, mình mới dịch đó, mình mới dịch là trang điểm chứ mình không thể là mình dùng cái từ là làm lên tại vì làm lên người ta không hiểu gì hết Đấy, nó là như vậy